Hello, hello mọi người. Mọi người có nghe rõ tín hiệu không nhỉ? Nếu có thì mọi người để lại cho mình một bình luận ở phần space này nha. Bởi vì là không biết lỗi gì mà bị click vào xong rồi bị out mất space. Mọi người đợi một chút thì để cho các bạn khác ổn định vị trí và join lại vào cái buổi space ngày hôm nay nha. Rồi, ok. Vừa rồi thì Vinh đang chia sẻ nốt về cái chương trình của Plus thì chắc là Vinh nói nốt ha em ha. Em có thể nói recap lại một chút để cho các bạn vào sau các bạn có thể theo dõi được nhé. À vâng, ok chị. Mọi người nghe mình nói rõ không ạ? Linh em nói rõ không chị? Rõ nha em ơi. Rồi, ok. Xin chào tất cả mọi người. Có một chút trục trặc về máy móc thì buổi space đã trở lại đây. Thì đầu tiên thì mình cũng xin phép giới thiệu lại về bản thân. Mình là Vinh, mình là researcher chính của Bitcoin Việt Nam về mảng hệ sinh thái của Plus. Thì và ở mục đích vào buổi chia sẻ ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ đến mọi người, thứ nhất là thay đổi vị thế với Blast, hiểu về cách thức phân chia airdrop và săn lùng những cơ hội tại đây. Mình nói sơ qua, recap sơ lại với mọi người thì Blast là một trong những layer 2 có mức độ tăng trưởng nhanh nhất trong thị trường từ trước đến giờ. Trong thời điểm hiện tại thì Blast đang là layer 2 có lượng TVL cao thứ nhì thị trường, chỉ thua duy nhất Arbitrum. Nhưng Blast còn một vũ khí cực kỳ quan trọng chưa hề ra mắt, đó chính là token. Và hiện tại đang là một trong những hệ sinh thái có cái mức độ exit tốt nhất của những cái DApp trên hệ sinh thái của họ. Và để mọi người hình dung rõ hơn thì Blast nó là một layer 2 Optimism Roll-up, nó cũng giống như Optimism Base hay là Arbitrum. Các DApp ở bên Ethereum sẽ dễ dàng chuyển qua Blast và chạy trên nó. Nhưng với những cái chiến lược hay của đội ngũ Blast và cái sự active của hệ sinh thái này ở trên Blast, đa số hiện tại đang đều là những DApp native, và những DApp này đều chưa ra mắt token. Và mình muốn chia sẻ với anh em để mình hình dung rõ hơn là cái việc mà anh em tìm hiểu về hệ sinh thái Blast, ép in vào nó, đi sâu hơn, săn lùng cơ hội airdrop tại đây. Mọi người không hề chỉ nhận được airdrop từ Blast mà còn rất nhiều dự án trong đó nữa. Mình hay gọi là một đợt mega airdrop có thể xảy ra với hệ sinh thái của Blast. Ngoài ra, vì những lý do như mình nói vừa vừa nãy thì hiện tại Blast đang còn rất nhiều dự án chất lượng chưa hề ra mắt token. Đồng nghĩa anh em có thể nhận được rất nhiều cơ hội airdrop và cơ hội đầu tư tại đây. Với một hệ sinh thái có một dòng tiền cực kỳ lớn và dòng tiền đó vẫn đang đọng lại. Mọi người hình dung là với giai đoạn Early Access có rất nhiều câu hỏi đặt ra là liệu Blast có thể giữ được cái dòng tiền đó ở trong hệ sinh thái của mình không. Nhưng mình thấy hiện tại thì Blast đang có mức độ giữ lại dòng tiền trong hệ sinh thái cực kỳ tốt. Ngoài ra thì họ còn giúp cho người dùng, họ còn khiến cho người dùng phải nạp thêm tiền phải vào Blast nữa cơ. Gần đây thì Blast vừa có một cái đợt phân chia Blast Gold đầu tiên, một trong những cái tiêu chí airdrop của Blast trong tương lai vào ngày 24 tháng 5 tới đây. Thì ở trong bài viết, ở trong cái bài space này á, mình chủ yếu muốn để mọi người hình dung rõ hơn, thứ nhất Blast có tiềm năng như thế nào, thứ hai việc mọi người săn airdrop ở Blast mọi người sẽ nhận được những gì ngoại trừ token của Blast ra thì rất nhiều thứ, và thứ ba mình muốn mọi người hiểu rõ hơn về cách thức phân chia airdrop và của Blast và săn lùng những cái cơ hội tại đây, đặc biệt là cách thức phân chia airdrop hiện tại của Blast đã thay đổi sau khi mà Blast chia Gold trong đợt vừa rồi. Đầu tiên thì mình sẽ nói qua về cách thức phân chia airdrop của Blast trước ha. Đầu tuần vừa rồi thì Blast vừa có đợt phân bổ Blast Gold đầu tiên. Để mọi người hình dung rõ hơn thì Blast Gold này nó đang đóng vai trò cực kỳ quan trọng của Blast. Sau đợt phân bổ này thì cuộc chơi airdrop trên Blast đã có sự chuyển hướng tương đối quan trọng.
để tối ưu hóa được chiến lược Sun Airdrop Retroactive Seamless. Mình nghĩ là người dùng cần phải hiểu rõ hơn về cách thức phân chia Airdrop tại Blast. Và đầu tiên chúng ta có Blast phân chia Airdrop cho hai thành phần chính như sau. Đầu tiên là Blast Point. Đây là số điểm mà đa số anh em kiếm được từ giai đoạn Early Access thông qua cái số tiền mình lock trên Blast và mình kiếm được qua những cái lượt spin. Thứ hai là Blast Gold, mình vừa có nói qua. Đây là số điểm được Blast phân bổ lần đầu tiên đến người dùng trong đầu tuần vừa rồi. Ở đây thì Blast Gold là một số điểm được Blast phân chia cho những cái DApp, những cái ứng dụng trên Blast. Nhưng họ có một cái chiến lược rất rõ ràng. Tất cả những cái DApp nhận được Blast Gold từ Blast đều phải chia lại cho người dùng. Điều này tạo nên một cái vấn đề cực kỳ tốt, cực kỳ tích cực cho hệ sinh thái luôn. Tại vì khi mà các bạn phải tham gia vào những cái DApp trên Blast, các bạn phải lock liquidity trên này, giao dịch trên này và tham gia sâu hơn vào những cái DApp trên đấy để các bạn có thể kiếm được Blast Gold. Và Blast Gold hiện tại, một Blast Gold đang có giá trị tương đương khoảng 35.000 Blast Point. Để mọi người hình dung rõ hơn thì 35.000 Blast Point ở cái trong cái giai đoạn Early Access, nếu mà ai đã từng tham gia Blast từ giai đoạn đấy thì việc kiếm được 35.000 Blast Point nó không hề đơn giản. Nhưng để kiếm được một Blast Gold ở thời điểm hiện tại trên Blast nó không hề khó khăn. Như mình nói thì cái việc mà Blast ra mắt cái Blast Gold này và làm cho nó trở nên quan trọng hơn với sinh thái Blast rất nhiều, khiến cho người dùng lưu trữ, lưu đọng lại dòng tiền ở đây và còn phát triển hơn nữa trong tương lai. Thì việc hiện tại để kiếm Blast Gold, mình nói thẳng là nếu các bạn không đi sâu hơn vào Blast, không tìm hiểu kỹ hơn những cái DApp có tiềm năng, alo mọi người, em nói rõ không ạ? Rõ nha Vinh ơi. Vâng chị. Việc mọi người đi tham gia sâu vào Blast và mọi người tìm ra những cái DApp nó có tiềm năng trao cho mình nhiều Blast Gold nhất có thể với mức vốn thấp nhất có thể, nó cực kỳ quan trọng. Và ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ qua với mọi người về cách thức Airdrop của Blast. Thứ nhất thì Blast Gold hiện tại nó Blast sẽ chia cho những cái DApp trên hệ sinh thái và có những cái mảng sẽ được cái lượng Blast Gold nhiều hơn các cái mảng ít quan trọng hơn còn lại. Ở đây thì mảng Spot Dex và Pep Dex là hai loại sàn giao dịch phi tập trung, là sàn giao dịch phái sinh và sàn giao dịch Spot giống như là Uniswap, là hai mảng nhận được mức độ airdrop nhiều nhất từ Blast Gold. Thì đây là hai mảng mọi người thường xuyên sử dụng khi mà mình tham gia vào bất kỳ hệ sinh thái nào. Giống như Uniswap là một sàn giao dịch phi tập trung có lượng khối lượng giao dịch lớn nhất tại ETH thôi. Và tiếp theo là mảng Lending, SocialFi, GambleFi, GameFi và NFT và các cái mảng còn lại. Thì ở trong này Blast sẽ có phân chia khối lượng từng mảng một. Và sẽ có những mảng được nhận được nhiều và sẽ phải có những mảng nhận được ít, hay là những cái dự án về NFT collection thì sẽ nhận được khá là ít Blast Gold. Nhưng trong thời điểm hiện tại thì em thấy có một vài DApp mọi người có thể kiếm được lượng Blast Gold cực kỳ hấp dẫn so với mức vốn mình bỏ ra. Đầu tiên là District One, là một dự án SocialFi của team Open Leverage Build. Thì dự án SocialFi này mọi người chỉ cần bỏ ra một số vốn không quá nhiều để mình có thể kiếm được Blast Gold. Trong season 1 vừa rồi, chính em và một số người bạn của em đã kiếm được khá là nhiều Blast Gold chỉ với việc chat hay là like hay là thực hiện các hoạt động trên cái nền tảng District One này. Thì ở trên Bitcoin Việt Nam đã có một vài bài viết về District One. Hay cái thứ hai là DApp Mancro. Thì đây là một sàn Spot Dex trên Blast. Mình thấy đây là một sàn đang có khối lượng giao dịch cực kỳ thấp và số lượng người dùng sẽ cực kỳ thấp. Trong một vài ngày trước mình có trải nghiệm trên Mancro thì dự án này đang có khoảng vài triệu đô số lượng giao dịch và mình chỉ giao dịch khoảng 1.000 đô thôi, thì cái thứ hạng của mình trên DApp đã tăng lên đến là RAN 400. Và với mức RAN như vậy thì với số lượng Blast Gold mà Mancro nhận được thì đây vẫn là một cái DApp tiềm năng để mọi người có thể theo dõi và tìm kiếm cơ hội tại đây.
Và đặc biệt hơn nữa là mọi người cần phải hiểu rõ hơn về sự quan trọng của Blast Goal. Đây là thứ có thể thay đổi hoàn toàn cuộc chơi Sun Airdrop để chỗ tiếp tại Blast. Tại vì trước kia ở giai đoạn Early Access thì Blast có một cái vấn đề như thế này, là lượng người dùng có những cái mập cái voi người ta gửi lên vài ngàn ETH nhưng họ không hoạt động, họ chỉ để tiền ở đấy thôi. Và ngay khi trước khi mà Blast Gold được phân bổ thì cũng có khá nhiều cá voi để tiền không ở trên hệ sinh thái Blast. Tại vì thành thực mà nói thì Blast rõ ràng là có một cái mức độ rủi ro tiềm tàng. Nhưng mọi người cũng thấy thì gần đây cũng Blast cũng có những cái vấn đề, nhưng hiện tại không thể phủ nhận được cái vấn đề làm kinh doanh của họ. Tất cả mọi thứ gần như là được lên kế hoạch rõ ràng từng chi tiết một, từng kế hoạch một. Khi Blast Gold ra mắt thì họ khiến cho những cá voi bắt đầu đem tiền đi vào những hệ sinh thái DeFi nhiều hơn, đi vào token nhiều hơn. Và theo như tiết lộ từ Blast, từ chính Blast thì họ nói rằng trong những đợt phân bổ sau họ sẽ còn trao Blast Gold cho những user có nắm giữ tài sản native trên hệ Blast, có thể kể như là NFT, USDB, ETH hay là nhiều thứ khác. Và đặc biệt là với cái việc này á, thì mọi người càng có động lực hơn để tham gia vào sâu hơn trong hệ sinh thái, chứ không còn là để tiền ở nguyên nữa. Để mọi người hình dung rõ hơn về cái vấn đề này thì hiện tại á, Blast đang có lượng TVL trên L2 Bit là khoảng 2,7 tỷ đô, nhưng TVL trong DApp của họ là đến 1,3 tỷ đô. Mọi người hình dung là cái mức TVL được khóa vào trong các DApp, vào trong các ứng dụng tại Blast nó đang là khoảng 50%, và đây là một con số cực kỳ lớn. Để mà so sánh thì Arbitrum đang có lượng TVL là 17 tỷ đô nhưng trên khóa và DApp chỉ có khoảng hơn 3 tỷ đô thôi. Em cũng nhấn mạnh lại một lần nữa là thực sự nếu như mà Blast có thể vượt qua Arbitrum thì đây là một điều không quá khó hiểu đối với cá nhân bản thân mình. Tại vì Blast đang còn rất nhiều vũ khí phía sau, và việc mà Blast ra mắt token vào ngày 25 tháng 4 không hề chỉ là cho airdrop cho người dùng, mà là còn một cơn mưa incentive đến hàng loạt dự án trên hệ sinh thái. Và mình tin rằng trong khoảng đầu tháng 5 cho đến đầu tháng 6, đây sẽ là một cơn mưa token của các dự án luôn. Tất cả các dự án nhỏ trên airdrop, trên Blast sẽ đua nhau airdrop, đua nhau ra token để đón sóng của Blast token, cũng như là đón cái dòng tiền, đón cái incentive ở lại. Và mình tin với những cái chiến lược mà kinh doanh mà Blast đề ra á, thì cái việc mà người dùng rút tiền ra khỏi hệ sinh thái sau khi airdrop là khá là khó với lại Pacman và Blur. Mình nghĩ như vậy. Tại vì bây giờ nếu mà để mọi người suy nghĩ và mọi người nhớ lại cái thời điểm mà Early Access của Blast, thì có cái tin là Blast sẽ cho phép người dùng rút tiền ra vào cuối tháng 2 đúng không? Thì mình thấy có khá là nhiều OG trong ngành, và có những người đã có rất nhiều kinh nghiệm, họ đều đặt ra một câu hỏi: khi Blast mở cửa rút tiền, liệu dòng tiền có bị chảy ra hay không? Và bây giờ mọi người đã có câu trả lời: dòng tiền không hề bị chảy ra mà còn nạp thêm vào. Đó chính là cái hay của Blast. Nếu mà để mà so với công nghệ thì mình nói thật, Blast để so với những cái sinh và Stacknet hay là những cái layer 2 khác về công nghệ thì rõ ràng là có nghĩa là hơi khập khiễng, hơi khập khiễng. Thì mình nói thẳng là Blast không thể so sánh được với những layer 2 kia. Nhưng về business, về kinh doanh, thứ quan trọng nhất trong thị trường này, về tiền, những cái mà tất cả những người trong cái phòng này đều đang hướng đến, đúng không? Thì Blast đang là một trong những dự án làm cực kỳ tốt. Và để mà săn kèo trên Blast thì em nghĩ là có cực kỳ nhiều cơ hội cho mọi người nếu như mọi người đi sâu vào. Và một trong những dự án mà mình thấy là cực kỳ tiềm năng, và một trong những mảnh ghép mình thấy cực kỳ tiềm năng của Blast, cũng như là tất cả những cái hệ sinh thái khác trong mùa uptrend sắp tới, đó chính là Launchpad. Thì mạng Launchpad nó là một cái đường dẫn cái nguồn vốn của nhà đầu tư vào những cái DApp ngắn nhất, lợi nhuận cũng nhiều nhất. Chắc là tất cả mọi người ở đây đều nhớ đến những cái câu chuyện mùa trước về những cái nền tảng gọi vốn, đặc biệt là những nền tảng gọi vốn dành cho những cái dự án GameFi. Có những dự án vừa mua xong, ngày mai lít sàn thì đã ít 10, 20 lần, 50 lần, 100 lần, là chuyện hoàn toàn bình thường. Thì nền tảng Launchpad là một trong những nền tảng cực kỳ quan trọng. Và với một hệ sinh thái như Blast, có chắc phải mình nghĩ chắc phải đến 80 đến 90% dự án chất lượng hiện tại đang chưa có token. Thì mọi người nghĩ sao nếu như tìm được một dự án Launchpad tiềm năng
Và những cái dự án chất lượng như vậy sẽ lên nền tảng Launchpad, thì cái cơ hội của mình kiếm tiền trong cái hệ sinh thái Blast này nó còn rất lớn nữa. Đó là lý do mình chia sẻ đến với mọi người tại sao mọi người nên tham gia Sun Airdrop với chỗ Oxy và đi sâu vào hệ sinh thái Blast hơn. Nó không dừng lại ở token Blast, mình nói thật, và mình cũng không bất ngờ khi mà Blast list sàn với FDV hơn 10 tỷ đô. Nhưng nó không dừng lại ở token Blast, nó còn rất nhiều thứ ở sau cho mọi người. Với một hàng tá dự án này chưa ra mắt token thì cơ hội đang còn là rất nhiều. Dự án ít với 20, mình nghĩ là trong giai đoạn tới nó còn nhiều hơn rất nhiều nữa. Thì với một cái dự án mà nền tảng Launchpad thì mình nghĩ là tiềm năng nhất trong hệ sinh thái Blast hiện tại đó chính là Jet on Blast. Thì mình sẽ comment xuống dưới đây cho mọi người xem thử. Và mình đã có một bài viết ở trên tường về cái dự án này. Jet on Blast là một nền tảng Launchpad hiện tại có thể nói là tiềm năng nhất trong hệ sinh thái Blast. Tại vì sao mà mình nói như vậy? Thì thứ nhất, Jet đang là cái tên duy nhất về nền tảng Launchpad chiến thắng trong cuộc thi Big Bang. Như mọi người đã biết thì trước đó Blast có một cuộc thi là Big Bang Competition Blast. Thì những dự án chiến thắng trong cái cuộc thi này sẽ được Blast chia cho nhiều Blast Gold hơn. Hiện tại thì nền tảng Jet này vẫn chưa hề mainnet và bạn đang còn rất nhiều Blast Gold chưa trao đến cho người dùng. Thì với việc mà trong tương lai nền tảng này mainnet thì đang còn rất nhiều cơ hội cho người dùng nữa. À, xin lỗi mọi người có bị ồn không Melly? Hơi hơi ổn nha em ơi. Sorry. Rất xin lỗi mọi người. Thì mình sẽ nói tiếp, nền tảng Jet này đang là nền tảng Launchpad duy nhất chiến thắng ở trong cuộc thi Blast Big Bang. Nhưng Jet đang là partner của gần như tất cả những dự án chiến thắng trong cuộc thi Big Bang vừa rồi. Và mình nói thật là trong những cái dự án này có những dự án cực kỳ tiềm năng đã gọi vốn từ những cái quỹ đầu tư lớn như là Polychain, NetSense hay là những cái quỹ đầu tư cực kỳ chất lượng trên thị trường. Và tiềm năng của hệ sinh thái Blast nó còn rất lớn khi mà Jet đang partner với những dự án như vậy, khi mà những dự án này nếu như có những dự án chất lượng lên trên nền tảng Launchpad của Jet và ít đến 10, 20 lần, 50 lần thì cái câu chuyện nó sẽ khác. Và một trong những cái vấn đề của hệ sinh thái Blast mà mình đang nhìn thấy á, nó không nằm ở cái mức cái thứ gọi là tiền. Tiền thì có quá nhiều, mà nó chỉ đang nằm vào cái thứ gọi là sự FOMO và một cái gì đó gọi là bùng nổ để khiến nhiều người phải nhìn đến nó. Thực ra Blast đang có rất nhiều tiền, nhưng số tiền đó thì lại đang khá là tập trung, tại vì Blast là một trong những layer 2 có whale cực kỳ nhiều. Nếu mọi người thực sự theo dõi Blast thì cái số lượng người dép vào cái nền tảng này, nạp tiền vào nền tảng này 1.000, 2.000 ETH là chuyện bình thường. Nó rất là một số tiền rất là lớn, nhưng mà ở trên Blast thì nó là chuyện rất là bình thường tại vì có cực kỳ nhiều người làm như vậy. Ngoài ra thì Blast đang có số tiền quá tập trung vào những cái kéo coi như vậy, và thứ hai là số tiền từ F0 vào chưa có quá nhiều. Nếu mọi người lên trên thông số của Blast.io, mọi người xem về cái số lượng người dùng hiện tại thì nếu mình nhớ không nhầm thì khoảng chưa đến 600.000, 600.000 ví. Thì cái số lượng người dùng đang còn rất là ít và cơ hội của mọi người ở đây nó còn rất là nhiều. Khi mà số lượng người dùng ít như vậy, số lượng tiền có sẵn lớn như vậy, thì khi hệ này bùng nổ, mình nói một cách đơn giản thì chỉ cần đẩy một vài con meme coin lên 100-200 triệu thì cái việc bùng nổ là chuyện sớm muộn, giống như Solana đã làm. Và Blast cực kỳ giống Solana, Blast cực kỳ giống Solana về cái sự đoàn kết, về cái sự partnership của họ trong cái hệ sinh thái. Tất cả các dự án lớn đều đang có partner chặt chẽ với nhau. Tiếp theo thì với dự án Jet này thì cái tiềm năng của Jet nó cũng giống như là cái tiềm năng của hệ sinh thái Blast vậy. Nếu như mọi người nhìn đến một cái nền tảng Launchpad của một hệ sinh thái thì trước mắt mình cần phải hiểu về cái hệ sinh thái đó trước, và mình hiểu về cái tiềm năng của hệ sinh thái đó trước. Tại vì mình cũng nói thật, nếu như mà Blast không thể nào phát triển, Blast không thể nào to hơn nữa, Blast không thể nào khiến người ta FOMO thì tất cả các dự án ở trên đây cũng là vô nghĩa và nền tảng Launchpad cũng không tạo ra giá trị. Nhưng mình đang nói ở câu chuyện
Blast hoàn toàn có thể trở thành layer 2 tốt nhất trong năm nay và nhiều năm sau nữa với những gì mà họ đang có. Không biết là mọi người có câu hỏi nào về cách thức phân chia airdrop của Blast hay là có câu hỏi gì thì mọi người cứ comment ở dưới, mình sẽ giải đáp kỹ càng hơn. Còn về cái việc săn lùng những cơ hội trên Blast thì mình cũng có, bên mình cũng có rất là nhiều bài viết trên nền tảng Twitter cũng như trên website chính thức của bên mình. Và hiện tại thì Blast những cái dự án chất lượng đều chưa ra mắt token ngoại trừ Choose Finance gần đây. Ellie không biết là có câu hỏi gì không chị nhỉ? Ok, cảm ơn phần chia sẻ của Vinh. Chắc là chị thấy cái insight mà thu được nhiều nhất vừa rồi đấy chính là mình sẽ tập trung vào là để săn gold, chứ mình sẽ không tập trung để săn point ở trên các cái DApp, nhất là DeFi ấy, bởi vì cái cơ hội nó thấp hơn rồi đúng không? Thực ra nó đúng, đặc biệt là đúng với những người mà không có quá nhiều vốn như những cá voi cá mập. Tại vì một DApp DeFi, ví dụ như Thruster Finance, họ được chia rất nhiều gold. Họ được khoảng 600.000 gold, tổng gần 600.000 gold. Nhưng cái số lượng người dùng của Tester thì lại là lớn nhất trên Blast. Và cái lượng người ép thanh khoản trên này, liquidity trên này, cũng như là cái lượng người giao dịch trên này, có những người giao dịch đến vài triệu đô, vài chục triệu đô. Mình cầm vài trăm đô, vài ngàn đô vào giao dịch. Thực sự là cái trọng lượng của mình ở trong cái dự án đấy nó cực kỳ nhỏ, nên cái lượng Blast gold mình thu về không quá nhiều, nên mình cần tập trung vào nhiều hơn ở những cái DApp có cái lượng người dùng lớn, và đặc biệt là những cái DApp mà có tiềm năng có thể được chia Blast Gold trong những đợt tiếp theo. Ngoài ra, mọi người cũng nên để một lượng tiền vừa phải trên cái ví của mình. Trong đợt chia Blast Gold vừa rồi thì Blast có tặng 1 Gold cho tất cả những người dùng có active trong tuần đó, cũng như là có số dư trên 0.01 ETH. Thì mình thấy cái này cũng hơi vớ vẩn, tại vì nghe giống Starknet ngày xưa. Nhưng mà Blast họ có những cái chiến lược, họ cố tình tặng Blast Gold cho người dùng. Mình nghĩ như vậy, tại vì khi mà họ tặng một Blast Gold cho người dùng á, nếu như mà mọi người vào trong trang web chính thức của Blast, mọi người bấm vào trong cái số lượng Blast Gold đó, mọi người sẽ biết được cái giá trị của Blast Gold. Một Blast Gold bằng bao nhiêu Blast Point. Từ đó họ có thể kích thích người dùng đi sâu hơn vào hệ sinh thái, đi sâu hơn vào những DApp và tiếp tục ở lại sinh thái của Blast trong tương lai. Thì mình nghĩ đây cũng chỉ là một chiến lược rất là hay của Blast. Ok nha Vinh. Mọi người ơi, mọi người có thể đặt câu hỏi ở trong cái phần comment ở dưới Twitter nhé. Thì mình sẽ giải đáp dần hết tất cả các câu hỏi của các bạn nha. Và mình thấy có một câu hỏi đấy chính là những lợi ích khi mua vault của Giáp là gì ấy? Thì Vinh có thể nói kỹ hơn về cái này được không? Đầu tiên thì không biết là mọi người ở đây đã biết về cái mô hình của Sai chưa nhỉ? Dự án GameFi ở trên Arbitrum. Sai là một dự án blockchain GameFi trên Arbitrum, trước đó đã có bán Node Key. Thì với Node Key mọi người cần phải chạy node để kiếm được token Sai. Hay là ở trong thời điểm hiện tại á, với cái dự án Jeff, mọi người cũng có một cái hình thức tương tự, bỏ tiền ra để mua một cái gọi là vault. Và khi mua vault của Jeff thì có một cái lợi ích là mọi người không cần phải chạy nốt gì hết, nhưng token thì sẽ về hàng ngày. Token của Jeff sẽ chia cho vault holder hàng ngày, và trong 180 ngày đầu tiên á, thì số lượng này sẽ không thay đổi. Nhưng sau 180 ngày thì số lượng Jeff sẽ bị giảm xuống. Và cái này giống như là một hình thức halving thôi, giống như BTC sắp halving sắp tới. Và đặc biệt á, khi nắm giữ vào mọi người, thứ nhất được airdrop Jeff, thứ hai mọi người nhận được airdrop từ những cái dự án NFT hàng đầu thị trường, thứ ba mọi người có thể nhận được cơ hội tham gia các launchpad của dự án partner với Jeff trong tương lai, và thứ tư mọi người sẽ được gia tăng phần thưởng staking. Mọi người hình dung thế này, nó là một cái vòng lặp rất là thú vị, và cái này là một cái mô hình kinh tế khá là hay của Jeff. Khi mọi người mua vào, mọi người được airdrop token Jeff, mọi người staking Jeff, mọi người có vào, từ cái vào đó gia tăng phần thưởng staking Jeff của mọi người lên. Và với cái việc staking Jeff, mọi người sẽ tiếp tục được có được cái lợi ích từ cái việc tham gia launchpad của các cái dự án trên đấy. Và mình tin một cái nền tảng launchpad, nếu
như họ biết cách làm, họ biết cách để cho họ trở nên lớn hơn, mạnh hơn, thì chắc chắn cái tỷ lệ lãi, cái tỷ lệ ROI ở trên những cái nền tảng Launchpad như vậy nó sẽ rất là cao. Và mình tin rằng Jeff sẽ làm được điều này với những gì mình thấy từ hệ sinh thái của Blast hay là những cái partner của Jeff đã thực hiện được. Tại vì mình lúc nãy cũng có nói cái việc partner với tất cả những dự án winner trong Blast, mình nghĩ đây không phải là vô tình và cũng không phải là tự nhiên mà các dự án này họ partner với nhau. Họ đều có. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Có một cái mối quan hệ chặt chẽ và nhiều khi các dự án này sẽ có rất nhiều dự án tham gia Launchpad của nền tảng Jeff trong tương lai. Thì với việc nắm giữ vault thì mình nghĩ là cái lợi nhuận mọi người mang về so với cái mức vốn mình bỏ ra trong tương lai sẽ còn cao hơn rất nhiều. Và mình nhắc lại một lần nữa, cái việc mà mọi người tham gia vào những dự án trên hệ sinh thái, mọi người mua vault của Jeff hay là mua token trên Blast, thì mọi người đều đang nhìn thấy cái tiềm năng của hệ sinh thái Blast. Thì nếu như Blast thực sự thành công và còn vũ khí tối thượng của họ đó chính là token sẽ ra mắt vào 24 tháng 5 tới đây, hệ sinh thái của họ còn to hơn nữa, TVM sẽ được bơm lớn hơn nữa. Và như mọi người thấy thì hiện tại Blast là chưa có token, chưa có một lượng TVL từ token. Hiện tại TVL của họ thuần chỉ là ETH và USDB hay các tài sản khác. Nếu như họ ra mắt token với một FDV 10 tỷ và họ bơm vào trong hệ sinh thái Blast khoảng 10% token allocation thì khoảng 1-2 tỷ đô tiếp tục chạy vào Blast. Và cái việc Blast flip Arbitrum trở thành layer 2 số 1 trên thị trường, mình nghĩ nó là điều hoàn toàn có thể xảy ra và cực kỳ sớm. Với cái đó thì cơ hội rất là lớn. Nếu mọi người nhìn lại về Arbitrum, nhìn lại về những dự án trên Arbitrum hay là Radiant đã ít 10, ít 20 lần, hay là những cái dự án trên đó cực kỳ nhiều cơ hội, thì Blast sẽ y hệt như vậy, nhưng Blast còn hoang dã hơn rất nhiều. Ở đây có rất nhiều degen, có rất nhiều người nhiều tiền, có rất nhiều người não to, và họ sẽ biết tạo ra trò chơi cho mọi người. Chị đồng ý với quan điểm này. Thật ra thì nhắc đến cái gọi là cái game theory của Blast thì chúng ta cũng phải nhắc đến cái người đứng sau ấy, Pac-Man đúng không? Ông đấy cũng đã rất thành công trong việc build về Blur, và Blur thì cũng không ai nghĩ là có thể flip được OpenSea nhanh như thế. Thì từ đấy thì chúng ta sẽ kỳ vọng câu chuyện là Pac-Man sẽ có thể đưa Blast lên một tầm cao mới, vươn lên top 1 trong layer 2 Hua chẳng hạn. Ok, chị thấy có một bạn có một câu hỏi, đấy chính là bạn có thể cho biết một số DApp có thể kiếm được Blast Gold được không? Thì chắc là chị bổ sung thêm một chút, đấy chính là Vinh có thể tổng hợp lại một số các cái dự án nổi bật ý, để kiếm Blast Gold. Và ngoài ra ý, thì nếu như mà các bạn muốn xem những dự án nào ý, mà có thể chia được Blast Gold cho người dùng ý, thì các bạn có thể lên đâu để xem được nhé Vinh nhỉ? Hiện tại nếu mà để nói về Blast Gold thì mình nghĩ là các dự án như Mangrove hay là những dự án top đầu trên thị trường là đều có tiềm năng để mọi người có thể nhận được Blast Gold cả. Nhưng một số dự án có tiềm năng lớn hơn với mức độ vốn mọi người bỏ ra thấp hơn, có thể kể đến như là BitchOne hay là những cái nền tảng Mangrove, những cái nền tảng mà Sandbox hay là Derivative có cái lượng người dùng ít. Thực ra cái mạng Derivative, cái mạng giao dịch phái sinh đó là một trong những mạng được Blast Gold rất là nhiều, nhưng cái tỷ lệ rủi ro của nó cũng rất cao. Nếu như mọi người không có khả năng giao dịch, không có khả năng chơi đúng, thì cái rủi ro mình bị lỗ vốn nó khá là cao. Và đây thực sự không phải là một cái mà bên Bitcoin Việt Nam cũng như mình muốn hướng đến. Còn các thông tin về Blast thì hiện tại mình cũng đang phát triển và đang xây dựng một Twitter là Blast Việt Nam. Mình sẽ để ở dưới comment mọi người có thể ủng hộ cho mình một like, một retweet về những cái bài viết trên đấy. Thì có những thông tin mới về Blast, có những cơ hội mới về Blast, mình sẽ đăng ở đây. Ngoài ra thì mình có thấy một câu hỏi là tiềm năng kiếm gold từ các dự án NFT trên Blast là thế nào. Mình chia sẻ mọi người một chút là trước kia Pac-Man, founder của Blast cũng như là co-founder của Blur, trước đó ông có nói về việc ông muốn xây dựng một cái văn hóa, một cái layer 2 phát triển mạnh hơn với NFT. Và đặc biệt nó càng chính xác hơn khi mà thị trường gần đến giai đoạn uptrend.
thực sự. Và khi mà đến giai đoạn uptrend thì mọi người sẽ không quá lạ khi mà nhìn thấy một giao dịch mua hoặc bán NFT trên mạng Ether có đến 100, 200 đô phí giao dịch. Thì rõ ràng đây không phải là một điều hợp lý và đây không phải là một môi trường hợp lý dành cho tất cả những dự án NFT. Và mình tin NFT trên Blast chắc chắn sẽ có một cái chỗ đứng trong thị trường. Không có thể nào mà khó có thể nào mà nói sẽ phát triển nhanh hay là sẽ có thể so sánh được với Solana hay là những cái hệ sinh thái khác phát triển NFT từ lâu. Nhưng Blast là mạng NFT vẫn đang còn cực kỳ sớm. Tại vì nếu như mọi người theo dõi thì cái mạng NFT trên Blast nó đang có mức giá cực kỳ rẻ. Nếu mà để so sánh với ETH thì rất rẻ. Và những cái bộ sưu tập chính trên này cũng đang có mức giá khá là dễ chịu so với mặt bằng chung của NFT. Và những dự án NFT tiềm năng nhận được airdrop từ Go cũng rất lớn nha. Như đợt chưa Go vừa rồi thì có PlutoCat cũng là một cái dự án NFT, hay là Blastiber, Blastobian đều là những dự án có chia Go cho người dùng nắm giữ NFT. Và việc nắm giữ NFT mọi người ngoài nhận được Go nó còn tăng giá thì đây rõ ràng là một cái cơ hội cũng tốt để mọi người theo dõi. Thì chắc là ngày mai bên mình sẽ có một bài viết về Blasthood, một dự án NFT PFP xây dựng một cái IP giống như là cái mô hình của Percy Penguin, đang khá là tiềm năng của sinh thái Blast. Chắc bên mình sẽ sớm có bài viết về dự án này. Ok, có một bạn bạn đấy hỏi là cái việc cái mô hình của Giáp ấy nó giống như là nốt ấy, thì vậy thì mình có phải chạy nốt không hả Vinh? Lúc nãy mình có nói qua mô hình của Giáp cực kỳ giống nốt luôn, cực kỳ giống nốt luôn, nhưng mà mình không phải chạy nốt. Thì đây là một cái thú vị hơn, tại vì các bạn á, nốt không phải ai cũng biết chạy, không phải ai cũng hiểu về công nghệ, không phải ai cũng biết đủ về máy tính để gọi là vận hành một nốt hay là bảo trì sửa chữa nó khi gặp vấn đề. Thì cái việc mà mô hình Zap nó y hệt nốt, chỉ có điều là mọi người không cần chạy nốt, mọi người chỉ cần nắm giữ, mua và nắm giữ là nó sẽ tự trả token về hàng ngày. Ngoài ra thì còn rất nhiều quyền lợi. Cái việc mọi người chạy nốt cho một cái dự án á, ví dụ như mọi người chạy nốt cho Sai, mọi người chạy nốt cho những dự án GameFi trước đó như Gala, mọi người đâu có nhận được airdrop, đâu có được cơ hội tham gia lao phép rồi đúng không? Còn cái việc mà nắm giữ một cái key của một cái vault của Jeff Finance, ngoại trừ cái việc mọi người nhận được token hàng ngày giống như việc chạy nốt, mà mọi người còn nhận được cơ hội lớn hơn từ việc airdrop token, tham gia lao phép airdrop AFT hay là nhiều thứ khác. Mình cũng bật mí luôn là dự án Jeff sẽ sớm có một bộ sưu tập NFT PFP profile picture sớm ra mắt với supply là 8888, giống với supply của Pachi Engine. Thì mình nghĩ Jeff nó có những cái ưu điểm hơn việc chạy nốt. Còn về tiềm năng của Jeff thì mọi người cần phải nhìn vào tiềm năng của Black. Ok, cảm ơn phần chia sẻ của Vinh. Chắc là mình sẽ quay trở lại cái câu chuyện về Blast NFT ha, bởi vì chị thấy là cái ngách NFT ấy là một ngách khá là tiềm năng. Và cũng như Vinh có chia sẻ thì những cái dự án NFT ấy là những dự án mà được chia câu khá là nhiều ấy. Thì alo, sao em không nghe Ly nói nữa ạ? Alo, mọi người có nghe thấy mình nói nhỉ? Sorry mọi người, vừa nãy mình nói một tràng xong rồi bị mute mic á. Nghe lại rồi chị ạ. Ok, chị nói là chắc là mình sẽ quay trở lại cái câu chuyện về NFT ha, bởi vì chị thấy là hiện tại thì NFT nó là một trong những cái ngách rất là tiềm năng ấy để có thể tích câu ở trên Blast. Và bộ sưu tập NFT top 1 hiện tại thì đang là PlutoCat ha. Vâng, PlutoCat cũng có một cái mô hình rất là hay, và bên mình cũng có một chị đang đầu tư vào PlutoCat và đang có rất là nhiều insight hay về dự án này. Mặc dù giá sàn của PlutoCat đang không còn quá dễ chịu, nhưng cái tiềm năng và những cái sự thú vị của PlutoCat này sẽ rất là đáng để mọi người nghe thử.
Ok, chắc là hôm nay thì chúng ta sẽ có thêm một speaker nữa, đấy chính là chị Verena. Thì chị Verena hiện tại thì đang là CEO của Bitcoin và chị cũng đã có rất là nhiều thời dành rất nhiều thời gian để có thể nghiên cứu về NFT và đặc biệt là bộ PlutoCard ấy. Thì không biết là chị Verena có thể chia sẻ thêm cho anh em tham gia space một chút insight cũng như là góc nhìn về cái bộ NFT này không nhỉ? Ừ, cảm ơn Ellie nhé. Hello mọi người. Mọi người nghe thấy mình nói rõ không ạ? Ellie ơi. Em nghe chị ơi, nghe rõ chị ơi. Ok. Thì hôm nay là rất cảm ơn Ellie và Vinh đã mời mình nói chia sẻ về cái dự án PlutoCast NFT. Thì thật ra thì các bạn cũng nhìn thấy avatar mình là một PUBG Penguin và New PUBG Holder. Mình rất là bullish về NFT. Và khi mà đi vào hệ sinh thái Plus thì Vinh phụ trách chính, còn mình thì khi mà mình nhìn Plus thì mình ngay lập tức là mò xem là cái hệ sinh thái NFT ở trong Plus ấy nó đang ở cái giai đoạn như nào rồi và có cái dự án nào tiềm năng không. Thì một ngày rất là hay là Vinh share cho mình một cái dự án là PlutoCast. Thì đầu tiên là về cái art của nó. Thì khi mà xem bất cứ dự án NFT nào thì mình cũng nhìn xem là cái hình ảnh của nó có đủ cuốn hút không ấy. Thì con PlutoCast này cực kỳ cuốn hút. Mình nhìn thì mình khá là thích cái art của nó rồi. Tuy nhiên thì cái art thôi không phải là cái mà có thể quyết định được là mình có đầu tư hay không. Vì thế mình tìm hiểu mô hình của nó. Thì con PlutoCast này thì nó rất là giống với một mô hình ở trên mạng Ethereum. Và cái dự án đấy ở trên mạng Ethereum nó cũng đang là một trong những dự án rất là top. Ok, trong lúc đợi chị Hoa bật mic thì mình cũng sẽ giới thiệu cho mọi người một chút. Ủa? Là nếu như những bạn nào mà mới tìm hiểu. Chị Hoa đang nói á, sao chị bị lag thế ạ? Ồ vậy hả? Ok em, thì để chị Hoa nói ha. Ok. Ok, thì bà Lan có một cái dự án ở mạng Ethereum ấy, nó cũng rất là nổi, đó chính là Nouns NFT. Thì chắc là anh chị em nào mà đã có nghiên cứu về NFT thì trên Ethereum thì đã biết về cái dự án Nouns NFT này rồi. Hiện tại thì nó đang là một trong những dự án top, không phải là top về vốn hóa, nhưng mà về cái sức ảnh hưởng của cái dự án đấy trong toàn bộ hệ sinh thái của Ethereum, cộng với lại cái sức ảnh hưởng của nó trong cái thị trường mainstream ấy. Thế còn PlutoCast này nó có một cơ chế tương tự Nouns, thì bởi vì các thành viên mà tạo co-found lên cái dự án PlutoCast ấy, là những thành viên mà trước đã từng làm ở Nouns Finance, Nouns NFT. Thế thì nó có một cơ chế rất đặc biệt là dự án chỉ min ra cái số lượng NFT phụ thuộc vào nhu cầu tại cái thời điểm min mà thôi. Tức là tổng cung của dự án thì sẽ không bao giờ có cái tổng cung tối đa. Tuy nhiên thì nếu mà nhu cầu min của NFT càng ngày càng tăng lên ý, thì cái giá của NFT đấy cũng sẽ càng ngày càng tăng lên. Nếu bây giờ các bạn vào cái trang web của PlutoCast, PlutoCast.wtf thì mọi người có thể thấy là cái giá min NFT này đang rất là cao. Nó rơi vào khoảng gần 2E đến hơn 2E. Thế thì lý do vì sao nó tăng như thế? Đầu tiên là lúc mà mình tìm hiểu vào cái dự án PlutoCast này thì cái giá sàn lúc đấy nó chỉ rơi vào khoảng 0.4E mà thôi. Thì lúc đấy số lượng token NFT min ra rất là chậm, bởi vì kiểu như là một dự án cực kỳ mới thì người ta cũng không có quan tâm vào cái NFT Blast lắm. Thế thì khi mà cái demand nó chậm, tức là ít người mong muốn min cái NFT đấy, thì cái giá NFT lại cực rẻ. Thế là mình bảo là ok, art đẹp này, team là team từ Nouns NFT, một cái dự án rất là lớn ở mạng E này, có 200 NFT được min ra nhân với lại 0.4E thì lúc đấy cap của nó là cực kỳ thấp rồi, hình như có mấy trăm nghìn đô thôi. Thì mình bảo ok, dự án này là mình mua được. Thế mình cứ múc NFT trước. Thế sau đó thì khi mà Plus chia cái đợt Go, Plus Go ấy, mà cái chủ đề hôm nay nói thì chúng ta nói về Plus Go ấy. Thì khi mà họ chia cái Plus Go đầu tiên thì con PlutoCast này cũng là một trong những cái winner trong cái Big Bang Competition của họ. Thì con PlutoCast này cũng chưa được chia 64.000 Go. Thế thì ngay sau mà khi mà Plus công bố cái số lượng Go ấy, thì con PlutoCast cũng ra một cái công bố, tức là họ sẽ chia toàn bộ số Go cho những người nắm giữ NFT. Thế là ngay lập tức mọi người có thể tính ra ngay được cái, lúc đấy thì là 64.000 Go mà chia cho, lúc đấy thì cái số lượng NFT min nó đã lên đến 500 NFT rồi. Thì chia kể cả chia cho 500
thì nó cũng rơi vào khoảng 130 câu trên một NFT. Các bạn hình dung là mình vào Plus từ mấy tháng trước rồi, mình để khoảng 1 E ở trong Plus thôi, thì sau mấy tháng thì cái điểm point Plus, Plus point của mình ấy, nó cũng chỉ được khoảng mấy chục nghìn point thôi, bởi vì mình không có rep. Ok, tuy nhiên thì một con Plutocast đã mang về cho mình là 130 câu. Thì các bạn hình dung là 130 câu mà nhân với 35.000 câu cho một, 35.000 plus point cho một câu, thì tức là mình nhận được gần 3 triệu point cho một con NFT là Plutocast. Mà trên giá thị trường hiện nay thì 1 triệu point plus câu ấy, 1 triệu plus point thì đang quy đổi ra được 1 E. Thì người ta ngay lập tức người ta nhìn thấy được là Plutocast đang có một cái ưu thế rất lớn trong cái phần mà câu họ được chia ấy. Thế từ đấy cái giá Plutocast được đẩy lên rất là cao do cái demand mà người ta min ra con Plutocast để được chia cái câu đấy rất là nhiều. Thế là ngay lập tức thì cái NFT của họ tăng giá, và đến bây giờ thì nó rơi vào khoảng 2 E trên một NFT. Thì trung bình là cứ một con NFT thì các bạn nhận được 130 câu cộng với lại nhân cộng với lại kiểu giá được x 5 lần lên ấy. Thì từ đấy là cái dự án này nó đưa nó dù là dự án mới nhưng ngay lập tức được đưa lên dự án top 1 về vốn hóa ở trên mạng Plus, và số lượng Go mà nó được chia rất là nhiều, và coi như là thay đổi cái vị thế point của mình ở trong hệ sinh thái Plus. Tức là tóm lại nhá, kể cả các bạn nhận được Go hay nhận được point thì cuối cùng nó cũng sẽ quy về là các bạn đó có bao nhiêu point ở trong Plus để các bạn có thể được chia cái token Plus sau này. Thì chỉ vì một cái con NFT thôi mà mình đã ngay lập tức gọi là grow hack cái vị trí của mình ở trong hệ sinh thái Plus luôn. Trước thì mình hình như là xếp vị trí thứ mấy chục nghìn ấy, không nhớ nữa. Nhưng mà bây giờ vị trí của mình đã lên có thể là top 10.000 rồi. Nên là nó gần như là một cái grow hack về mặt vị trí ở trong Plus ecosystem. Nên là mình rất là bullish về các dự án NFT. Thì như Vinh cũng chia sẻ là Parkman này hay là các cái một cái co-founder khác của Plus cũng đã nói trong một cái buổi share ấy, là bởi vì họ mong muốn là xây dựng một cái hệ sinh thái NFT và meme mà nó kiểu như là có cái văn hóa hơn, một cái L2 nó có văn hóa hơn. Nên là trong cái đợt phân bổ câu tiếp theo ấy, họ sẽ có xu hướng là ưu ái những cái dự án NFT hơn. Cái đợt phân bổ vừa rồi ấy, thì họ đã có cái động thái là chứng tỏ là họ ưu ái những cái dự án DeFi hơn. Nhưng mà có thể thời gian tới thì NFT sẽ là một trong những cái ngách mà họ đánh mạnh hơn. Và từ đấy thì nếu mà trong trường hợp mà các bạn muốn săn câu trong Plus và các bạn có một chút kiến thức về NFT thì mình nghĩ là cái việc mà khai phá thêm về các cái dự án NFT trên Plus cũng là một cái ý kiến rất là hay. Và các bạn có thể grow hack được cái position của các bạn, cái vị thế của các bạn đang trong hệ sinh thái Plus. Thì mình chia sẻ như vậy thôi. Chị chia sẻ xong rồi nhé Ellie nhé. Nếu mà các bạn tiếp tục này. Ellie ơi. Ok, cảm ơn phần chia sẻ của chị Hoa nha. Thì dành cho những bạn nào mà quan tâm về NFT của Plus thì các bạn có thể lên Mintify nhé. Hiện tại thì Mintify đang là chiếm gần như là top 1 chợ marketplace ở trên hệ sinh thái của Plus rồi. Thì các bạn có thể lên trên mintify.xyz, tên miền là plus.mintify.xyz để các bạn có thể theo dõi kỹ hơn về các bộ sưu tập NFT. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tham gia vào nhóm chat của Bitcoin và theo dõi cái kênh channel Telegram Bitcoin Daily Build ấy. Thì bên mình cũng sẽ cập nhật real time về các cái dự án NFT tiềm năng cũng như là những cái cơ hội mà các bạn có thể skin in the game vào trong hệ sinh thái của Plus ha. Rồi, không biết là các bạn còn có thêm câu hỏi gì dành cho liên quan đến cái Plus nữa không nhỉ? Mình check xem là còn câu hỏi gì nữa không nha. Mình nghĩ là thời gian của cuộc space này cũng khá là dài rồi. Mình cũng sẽ nói thêm một chút cho mọi người hình dung rõ hơn để mà nhấn mạnh lại về cái tầm nhìn của mình về hệ sinh thái Plus. Thì mình thấy đây là một trong những hệ sinh thái, một trong những dự án đang làm business, làm cái kinh doanh tốt hàng đầu thị trường,
và có thể so sánh với Solana trước kia. Dù chưa bằng nhưng trong tương lai rất có thể Blast sẽ làm được nhiều điều mọi người phải trầm trồ. Và việc mọi người đang săn airdrop tại Blast, mình khẳng định lại một lần nữa, đây không phải là chỉ token airdrop từ Blast, nó còn cơ hội đầu tư, còn cơ hội airdrop từ những cái dự án khác, và những cái tiềm năng này nó sẽ lớn hơn rất nhiều và nó có thể hoàn toàn thay đổi vị thế của mọi người. Một điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với mọi người là hiện tại mình cũng đang xây dựng và phát triển kênh Twitter Blast Việt Nam. Mình sẽ cố gắng duy trì nó và cập nhật insight đến mọi người, những cái insight thú vị, những cái thông tin mới nhất về hệ sinh thái của Blast, những cái cơ hội để chia sẻ đến với mọi người. Mọi người hãy follow Blast Việt Nam, ủng hộ chúng mình bằng những comment, retweet. Chắc là em xong rồi Ellie. Ok, cảm ơn phần chia sẻ của Vinh nha. Hiện tại thì chị check qua các cái câu hỏi của các bạn ở trên Space thì cũng thấy là hết câu hỏi rồi thì phải. Thì nếu như mà các bạn có thêm câu hỏi hoặc là thông tin muốn thảo À, luận. từ từ, em phải có một bạn À có hỏi về cái sàn giao dịch NFT à. Quen Exchange. Thì em thấy bạn này vừa hỏi nên em không 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 tính không để miss bạn được. Mình cảm ơn Rồi. sự ủng hộ của bạn với The Block 101 hay Bitcoin Việt Nam và chúng mình. Thì Quen Exchange theo như những gì mình thấy, cá nhân mình thấy thì Quen Exchange không phải là một sàn giao dịch NFT thực sự nổi bật ở trên hệ sinh thái của Blast. Thứ nhất, Quen Exchange không có góp mặt trong bất kỳ hạng mục nào của Blast Big Bang Competition. Thứ hai, Quen Exchange không phải là một sàn giao dịch có khối lượng giao dịch tốt trên hệ sinh thái Blast. Và mình đang ở trên Blast thì mình đang nghiêng về hai sàn giao dịch NFT mình hay giao dịch, đó chính là sàn Element và Mintify. Thì mình nghĩ đây là hai cái tên có thể là đáng chú ý. À, có một sàn đó là sàn Blaze. Thì đây là sàn chưa hoạt động quá nhiều tại Blast nhưng cũng là một cái tên đáng chú ý tại Blast. Còn Quen Exchange thì mình nghĩ là cần phải phát triển mạnh hơn trong tương lai, cần phải chứng minh được thực lực của họ trong tương lai nhiều hơn. Tại vì hiện tại thì mình thấy cũng khá là bình thường so với những cái sàn giao dịch NFT khác. Mình xin hết. Có một câu hỏi nữa là tiêu chí để chia gâu cho các dApp là gì và dApp hiện tại thì vẫn chưa được chia gâu đúng không? Jeff hiện tại đã được chia gâu rồi. Jeff là một trong những dự án winner của Blast Big Bang và được chia khoảng 63.000 gold nếu mình nhớ không nhầm, nói chung là trên 60.000 gold. Và hiện tại Jeff chưa được chia gold từ cái hạng mục Mainnet DApp tại vì dự án chưa hề Mainnet. Nhưng trong tương lai khi Jeff Mainnet thì mình tin chắc rằng đây sẽ là một trong những dự án sẽ được tiếp tục chia gold. Và hiện tại Jeff vẫn đang còn khoảng hơn 60.000 gold để sẵn sàng có thể chia đến các bạn. Ngoài ra thì mình thấy là Pacman, còn cái câu hỏi của bạn này là Pacman bảo Blur sẽ là NFT Marketplace cũng như DApp đầu tiên trên Blast. Thì mình nghĩ là cái việc này Blur chỉ là một cái đứng sau Blast và họ sẽ hỗ trợ cho hệ sinh thái Blast phát triển. Chứ thực ra nếu như Blur đến Blast thì tất cả các sàn NFT Marketplace khác gần như không có chỗ đứng. Và nếu đã như vậy thì Blast Big Bang chẳng chẳng có việc gì mà phải tạo ra một cái cuộc thi với cái tiêu chí dành cho những cái dự án NFT Marketplace cả. Mình nghĩ Blur sẽ nhường sân chơi lại cho những dự án khác và họ chỉ ở trên ETH hay xa hơn là những chain khác thì mình không rõ. Nhưng mình nghĩ là Blur trong tương lai sẽ không đi multi-chain qua Blast. Ok, chắc là Vinh giải đáp nốt câu hỏi cuối là cho tới ngày 24 tháng 5 thì Blast sẽ chia full gold cho các dApp đúng không? Và những dự án thế nào thì sẽ được chia gold thì chắc vừa nãy tiêu chí rồi. Thì chắc là Vinh confirm lại thông tin là có phải là ngày cho tới 24 tháng 5 thì Blast nó sẽ chia full gold cho các dApp không ha? Theo những thông tin trước kia Blast nói thì họ sẽ ra token vào ngày 24 tháng 5 và thời điểm đấy mọi người có thể đổi Blast Coin, Blast Gold thành Blast token. Và trong cái đợt hứa hẹn lần trước vào cuối tháng 2 sẽ mở cửa cho rút tiền thì Blast đã đúng hẹn là họ đã mở cửa cho rút tiền và chính thức mainnet vào ngày 29 tháng 2. Thì mình nghĩ trong
tương lai, Blast sẽ vẫn đúng cái deadline của họ mà thôi. Còn cái việc mà Blast chia goal thì họ sẽ chia 2 tuần một lần. Theo những gì trong tài liệu thì họ nói là bi-weekly 2 tuần một lần là sẽ chia cho các DF. Còn các DF khi nào chia cho người dùng thì cũng tùy vào cái chiến lược của các DF, nó sẽ khác nhau. Có thể họ sẽ giữ nguyên lượng goal đó cho đến gần ngày họ mới chia cho hoàn toàn người dùng của họ, hoặc có thể họ sẽ chia, có những DF đã chia hết 100% số lượng goal nhận được. Ví dụ như Sim Future thì hiện tại đã chia hết 100% số lượng goal nhận được, nhưng Thruster thì lại chưa chia một bất kỳ một goal nào. Thì cái này tùy vào chiến lược của DF, nhưng mà chắc chắn thì vào khoảng cuối tháng 5 mọi người có thể đổi tất cả những gì mà mọi người đã cày cuốc bao ngày qua, mọi người đã cố gắng bao ngày qua cho Sim Blast qua thành token và thành tiền mặt. Ok, cảm ơn chia sẻ của Vinh. Vậy thì nếu như mà chúng ta có thêm cập nhật gì mới về Blast thì mình cũng sẽ update cho mọi người ở trong nhóm chat của Bitcoin Việt Nam ha. Ngoài ra ấy, thì nếu như mà các bạn muốn theo dõi cái recap cũng như là tổng hợp hết tất cả những cái thông tin về các dự án trong hệ sinh thái thì các bạn có thể truy cập thêm vào trang web của theblock101.com. Thì đây là cái trang web Bitcoin đang build và cũng sẽ có một cái chuyên mục dành riêng cho Blast Ecosystem. Thì các bạn có thể lên đây và theo dõi nha. Mình cũng sẽ gửi kèm cho các bạn cái đường link, cái website ở trong cái dưới cái phần bình luận ở cái space này ha. Rồi, chị nghĩ là chúng ta cũng ngồi với nhau được khoảng một tiếng rồi thì chắc là mọi người cũng đã có thể có một cái góc nhìn tổng quan hơn và cũng như là có một cái chiến lược cụ thể hơn trong cái việc là tìm kiếm point cũng như là săn câu để có thể tích thêm point trên hệ sinh thái của Blast rồi á. Thì chắc là mình cũng có thể kết thúc buổi space ngày hôm nay tại đây. Ok. Rồi, một lần nữa thì mình cảm ơn mọi người đã dành thời gian để tham gia space của Bitcoin và chúng mình sẽ có những cái buổi space được tổ chức hàng tuần và cũng sẽ cập nhật cho mọi người thông tin ở trong nhóm Telegram. Thì các bạn đừng quên follow chúng mình và tiếp tục tham gia những buổi space tiếp theo. Và không chỉ Blast thì bọn mình cũng có một số hệ sinh thái tiềm năng khác để skin in the game ấy, thì cũng sẽ sắp xếp để có thể chia sẻ dần cho mọi người và giúp cho các bạn có thể có được nhiều cái cơ hội để săn retroactive cũng như là gia tăng lợi nhuận trên các hệ sinh thái này. Thì mong là mọi người tiếp tục ủng hộ đội ngũ Bitcoin ha. Rồi, vậy thì chắc là mình cũng có thể kết thúc buổi space tại đây. Cảm ơn Vinh và cảm ơn mọi người đã tham gia nha. Mình cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia vào buổi space ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người vào những buổi space tiếp theo nhé. Ok, bye bye mọi người ạ. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today.